Chào thầy và các bạn, em tên là Bùi Văn Quốc, mã số sinh viên 18161137. Hôm nay em sẽ trình bày về bài tập số 9. Thì đề bài là thực hiện yêu cầu của các đề bài. Cho hệ thống điều khiển gia nhiệt dùng động cơ quạt DC 24 PDC dòng 3 3 cách nối với vi điều khiển BAC 16S887 qua công ICL 298 thì có hai nút nhấn. Nút nhấn speed và nút nhấn restart rồi B0 và B1. LCD 16X2 vi điều khiển sử dụng tần số dao động 20 MHz. Thì câu A là yêu cầu và số đường lý kết nối. Thì đây là cái sơ đồ. Thì theo như yêu cầu của đề bài thì ta sẽ có, đây là bit LCD 16X887, hai nút nhấn. Nút nhấn speed nó vào là B0 và run stop nó vào là B1. Còn OSC2 và OSC1 sẽ gắn vào crystal là số thức ăn. Có một nút reset nó vào MCMR. Đây là con là 298, thì là 298. Ngõ vào 12 sẽ nối với RC2 và RC3. Enable sẽ nối với RC7. Hai chân NSA và NSB sẽ nối xuống mát. Và động cơ DC sẽ được nối với O1O2 của là 298. Cụ được cung cấp ở một nguồn 24V. Còn đây là công LCD sẽ hiển thị giá trị đèn này được kết nối lần lượt như sau: chân 1 nối lên nguồn, chân 2 nối xuống mát, 456 sẽ nối vào E0, E1, E2. D4 tới D7 sẽ được nối vào lần lượt là RD4 tới RD7. Còn ở câu B là yêu cầu viết chương trình hiển thị tốc độ và trạng thái hệ thống của LCD. Hàng 1 của LCD sẽ hiển thị là duty cry, cuối hàng là xxx%, và hàng 2 là status, cuối hàng là aaa. Trong đó xxx là giá trị chu kỳ làm việc, aaa là hiển thị chữ run hay stop tương ứng với trạng thái hoạt động của hệ thống. Thì dùng BWM của BIC để điều khiển thay đổi tốc độ động cơ DC với 3 cấp độ tương ứng với chu kỳ là 30, 70 và 100%. Khi nhấn nút nhấn speed và hiển thị LCD thì chu kỳ của tín hiệu của BWM là 400W, và khi nhấn run stop thì động cơ sẽ ngừng hoạt động và cho phép động cơ chạy lại theo tốc độ trước khi ngừng, và mặc định nhất chu kỳ ban đầu là 30% ở chế độ stop. Thì đầu tiên làm bài này thì ta có phần lưu đồ. Thì bắt đầu chương trình thì chúng ta cũng khai báo thư viện biến và cấu hình biến, có thư viện các trang và cấu hình biến. Thì đầu tiên sao sẽ viết một cái chương trình con để kiểm tra hai nút nhấn hoạt động, và tiếp theo đó là khởi tạo cho chương trình cho BWM thăm hai một cái bọc các chân. Còn tiếp theo là viết chương trình để hiển thị LCD, hàng một là xuất ra duty cry và hai là status. Thì ban đầu là động cơ không hoạt động, value bằng 0, động cơ ngừng là TTDC bằng 0, và cấp tốc độ ban đầu nó là 1 theo cầu của đề bài là 30%. Thì nếu như động cơ chạy tức là TTDC bằng 1 chỉ đúng thì nó sẽ xử lý LCD là run, thì sai là LCD sẽ hiển thị là stop. Thì ứng với 3 cấp độ 1, 2, 3 thì K sẽ tương ứng là 30, 70 và 100. Nếu như đúng thì sẽ kết thúc chương trình, còn sai là sẽ quay trở lại value bằng 0. Còn đây là phần code. Thì ban đầu khai biến thư viện, khai báo big LDC và khai báo big BIC và khai báo IDC bằng 10, khai báo tần số thật anh và các chân của con LCD, khai báo hàm LCD.C, khai báo hai nút nhấn speed lên stop và enable để là cho khai báo cho con là 298, khai báo biến value và cấp tốc độ TTDC mẫu tức là động cơ chạy và giá trị K. Thì ban đầu là viết chương trình kiểm tra hai nút nhấn, run và run stop và speed.
Thì đây kiểm tra nút nhấn chống dấu cho có nút nhấn thì TTDC bằng áo TTDC là nút là động cơ bằng 0 lên 1 và 1 về 0 khi thực hiện ấn nó ấn nút nhấn. Còn ban đầu thì TTDC bằng 1 thì cấp tốc độ nó sẽ bằng 1 theo cầu của đề bài, ban đầu là nó chạy ở cấp 1. Còn nếu cấp tốc độ bằng 0 thì TTDC bằng 0. Còn speed ban đầu là tốc độ là 0 thì cấp tốc độ nó sẽ được cộng mỗi lần nhấn, nó sẽ cộng một lần và cấp 3 là max, không lớn hơn cấp 3. Ở chương trình chính thì đầu tiên LCD init để cho con LCD hoạt động. Khai báo bục chân CD là ngõ ra, B là ngõ vào. Còn output loud pin C1 là cho phép động cơ chạy thuận. Setup CCB1 cho con CCB PWM. Câu lệnh setup timer 2 T2 deep by 16 124 phải 1. Ở đây là được tính như sau. Thì setup timer 2 của nó là gồm có 3 phần là mode, drive và boost scale. Thì mode ở đây là mode là số đếm 16, còn pre-op và drive là được tính là theo như đề bài. Theo như đề bài thì tần số dao động là 20 MHz. 20 MHz. Chỉ bóng sẽ được 5 m FC. Sau đó ta có chu kỳ là 400. 400 chia cho FC nhân cho 16 sẽ được 125. 125 xung nhưng tính luôn cả trạng thái ban đầu là bằng 0 thì ta Bira sẽ không lấy trạng thái ban đầu thì ta sẽ có là 124. Còn boost scale là chạy từ 1 tới 16 thì ở trong phần code này mình sẽ lấy là nó là 1. Set timer 2 thì ngõ ra mức cao hiển thị tên LCD ký tự 1, dòng 1 là duty current và dòng 2 là in status. Ở ký tự 16 của dòng 1 là sẽ có phần in là phần trăm, tức là phần trăm là xxx phần trăm đây. Tiếp theo như sơ đồ khấu thì value ban đầu bằng 0, TTC bằng 0 tức là động cơ không hoạt động. Khi cấp tốc độ nó là 1 thì nó sẽ set duty của bên giá trị duty của BW 1. Thì có lệnh quay tru, có nút nhấn run speed và khi tốc độ của động cơ nó là 1 thì in ra chữ run. Ngõ vào mức cao thì in ra chữ rin ở dòng thứ hai. Còn nếu như ngõ ra mức thấp thì in ra ở dòng thứ hai là stop. Cùng value k nhân 50 tức là lấy 125 của con Bray nhân lên cho 4 chia cho 10 là gần 50 và set BW một giá trị của nó và sẽ được in ra trong LCD. Dòng ký tự 1 dòng thứ 1 là phần trăm 2D, giá trị còn lại là K. Sử dụng nút nhấn sử dụng tự sử dụng switch, câu lệnh switch là các giá trị của cấp tốc độ lần lượt là 1, 2, 3 tương ứng với K là 30, 70%. Sau là kết thúc chương trình. Thì phần trình bày bài tập 2, câu 2 của bài tập chính của em đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.